hai đến từ cho cả hai đội tuyển. Hình như đã có sự thay đổi người thì phải, bởi vì cái lực cấm đến từ bên phía của Lipsabox là có con bài Daina, một trong những cái con tướng mà Plank đánh rất tốt ở trong màu áo đến từ bên phía của KT. Trước đó thì họ cấm luôn Zed và Jay, còn bên phía của KT roster thì họ vẫn giữ được những cái lực cấm quen thuộc của mình mà thôi. Redeton, Fresh để tránh cái trường hợp kết hợp cùng với Aphelios ở khu vực dưới, và lần này thì đã cấm luôn con Rai của Fed rồi. Chúng ta thấy được rằng là với những cái sự lựa chọn cấm như thế này thì rõ ràng là KT roster họ vẫn đang nhắm rất nhiều lên những cái đường đơn bên phía của Lissabox. Họ vẫn rất e ngại khả năng sử dụng Reacton đến từ vị trí của Summit với lượt first pick dành cho bên phía của Lissabox. Họ tiếp tục ban đi một con Ryze trong tay của Fate nữa. Còn bên phía của Lissabox thì vẫn là những cái sự lựa chọn cấm quen thuộc mà thôi, Zig, Jayce và thêm đó là một Daina. Lucian first pick dành cho bên phía của Lissabox rất giống như trong ván đấu đầu tiên. Nó sẽ có thể nằm trong tay của Summit ở nửa trên hoặc thậm chí như ván đấu 1, như ván đấu thứ nhất, đó là Fate ở khu vực đứng giữa. Hai sự lựa chọn đến từ bên phía KT roster, đó sẽ là con Rumble có thể được có dành cho Blind người chơi đi rừng và thay thế cho Gideon ở trong ván đấu trước, và thêm đó là con Leona hỗ trợ nữa trong tay của Zeus. Hai sự lựa chọn bên phía của Lissabox sẽ là cái gì đây sau khi họ có được cho mình thêm con Lucian ở khu vực đứng giữa có thể nằm trong tay của Fate. Hai sự lựa chọn và đó sẽ là Croco với một con Rumble, đó là một con Na ở cánh trên khi mà không ban đi đến từ bên phía KT roster. Mười giây để cho các thành viên bên phía của Lissabox suy nghĩ. Rồi, và chúng ta cũng có thể thấy như đây là những cái sự lựa chọn tương đối là tốt dành cho bên phía của Lissabox mà thôi. Plank vào và đội hình đến từ bên phía của Lissabox thì họ vừa cấm tướng của Plank mà vừa cướp tướng Plank đánh tốt nữa với con bài Rumble. Như vậy là cái đội hình đến từ bên phía của Lissabox vẫn đang có cơ hội để có thể triển khai một cái thế trận win lên win game. Đô quyết định sẽ sử dụng lớp Plank ở trong ván thi đấu này để một cái kèo kỹ năng để có thể đối đầu cùng với Lucian ở khu vực giữa. Nếu như anh ta đánh tốt thì anh ta có thể ép cho Lucian đến từ Fed phải hướng lên trong đó cái kiếm răng cưa là món trang bị đầu tiên, thì phần lớn nó sẽ làm chậm được cái nhịp lên món trang bị thần thoại đến từ Fed. Còn ngược trở lại thì bên phía bên kia thì như thế nào đây? Cái cặp đôi Plank kết hợp cùng với Dolph đang sở hữu một bộ khung chất tướng khá là tốt nha. Lee Sin đánh cùng với lớp Plank làm tôi nhớ tới cái thời điểm mà Plank đánh cùng với Faker ở những năm nào đó. Đây là cái cặp đôi mà có khả năng phối hợp với nhau ở thời điểm cấp độ 2, cấp độ 3 tương đối là hiệu quả. Cấp độ 3 đối với con Lee Sin thật ra cũng là một cái khoảng thời gian tương đối là ngắn khi mà anh ta cố gắng ăn xong cho mình đó 3 bãi quái vật rừng mà thôi. Có thêm cái lượng kinh nghiệm đến từ con cốc nữa. Chúng ta hãy cùng quay trở lại với giai đoạn cấm và chọn thì phải đã được hình thành. Những cái lực cấm phê 2 đến từ bên phía của KT là tiếp tục nhắm vào khu vực đường dưới với việc loại bỏ đi Rakan và Kalista. Kalista và Rakan một cặp đôi khá là mạnh dành cho Prince và Effort ở cánh dưới đến từ đội hình đến với Lissabox. Đội hình của Lissabox tôi đang thấy họ đang hơi thiếu một cái vị trí mở giao tranh thuận. Có nghĩa là người sẽ bắt đầu một pha giao tranh dành cho bên phía của Lissabox nếu như họ cầu bóng tốt với Lucian và họ có những tình huống có góc giải mở tên lửa tốt đến từ Croco. Họ cần một chất tướng mở giao tranh mạnh. Alistar có thể là sự lựa chọn đến từ Effort và thậm chí là thêm có thể sẽ là một con Rell cũng được. Tôi đang thiết nghĩ rằng là Effort sẽ chơi Alistar trong ván đấu này để gia tăng thêm một chút khả năng mở giao tranh dành cho đội hình bên phía của Lissabox, và cộng kèm theo đó là một con chất tướng xạ thủ nào đó dành cho Prince hay chăng đây. Aphelios vẫn còn đang được hở ra khi mà bên phía này thì Faki quyết định là lựa chọn trước cho mình một Ezreal, gia tăng thêm một chút cái khả năng an toàn của mình với việc có cả di chuyển của học cũng như là cái tốc biến sở hữu trên người. Đội hình của KT roster rất mạnh ở trong khoảng thời gian early khi mà với Lee Sin, với Lập Lang chúng ta đã thấy được rất nhiều những cái màn thể hiện kinh dị, đặc biệt là Double Kia trong cái ván đấu trước đó. Ngay cấp 3 thôi thì cặp đôi này đã cho thấy được cái độ hiệu quả của mình ở khu vực đứng giữa rồi, và nếu như không cẩn trọng thì Fate anh ta có thể là một mục tiêu rất ngon ăn để có thể hướng tới. Hai sự lựa chọn dành cho bên phía của Lissabox, họ quyết định là thêm một con tầm xa nữa dành cho đội hình của mình với việc gia tăng một con Varus ở khu vực đứng dưới dành cho Prince, và tiếp tục có thể sẽ là Gragas trong tay của Effort. Như vậy là Gragas chứ không phải là những mẫu chất tướng có khả năng khắc chế được cái đội hình cơ động với việc sở hữu được Lâm Lăng và Ezreal bên phía của KT. Đó, cái công
Con tướng có thể khắc chế đội hình cơ động thì tôi đang suy nghĩ tới con Alistar hoặc là con Maokai. Maokai có những cái chiêu cuối, có những cái hiệu khống chế mà gần như rất khó để có thể đào thoát được. Nhưng Ragas cảm giác như đang là cái con tướng khá thuận tay dành cho Ford với ván thi đấu đầu tiên đó. Khả năng mở giao tranh đến từ những tình huống lăn buộc tốc biến và thùng đồ nổ của anh ta rất áp lực. Đây ván thi đấu mà đội hình đến từ bên phía Kulis Sambap họ hoàn toàn có thể hình thành tiếp tục những cái đường thắng. Đáp trả với sự lựa chọn na của Smith ở khu vực trên đó chính là con bài Gangplank, một cái con tướng mà anh ta sẽ có được những cái lợi thế ở những cấp độ đầu tiên đến từ cái việc mà anh ta tích đội tại kết hợp cùng với cái quyền năng bất diệt để có thể đánh những cái đàm phán vào người của Na và từ đó tận dụng những cái lợi thế về lượng máu. Nhưng mà như đã nói, kèo thi đấu khu vực đường trên này á, là cái kèo mà cần phải có được cái giày thép gai sớm đến từ cho cả hai phía, đặc biệt là con bài Na. Thì phần nào đó anh ta sẽ hạn chế đi khả năng cấu rỉa máu đến từ những tình huống đàm phán của bên phía Duran. Còn cái đội hình tổng thể của bên phía của cả hai thì như thế nào? Đây là ván thi đấu mà chúng ta vẫn sẽ thấy được một vài những cái cơ sở mở giao tranh đẹp dành cho bên phía của Lissabon, khi mà đội hình có Na khổng lồ, có mưa tên lửa và có được rất nhiều những công cụ mở giao tranh đến từ cặp đôi xạ thủ hỗ trợ nữa. Thì bên phía của KT Roster thì họ cảm giác như ván thi đấu này họ sẽ tiếp tục chơi phòng ngự với những mẫu chất tướng mang tính chất cơ động và giáp nhã, với việc sở hữu LeBlanc, Gangplank và chưa kể đâu con bài Ezreal nữa, thì có được cái tính chất phòng ngự và phản công ngược trở lại đến từ bên phía KT Roster. Cảm giác như sát thương chiêu ở trong cái khoảng thời gian trong một cái cự ly rộng, đó là sát thương AOE đến từ bên phía của KT Roster nó sẽ hơi hạn chế một chút. Đội hình của KT Roster là một đội hình mà họ sẽ rất nặng về cái khả năng bắt lẻ, với việc là sở hữu cả Lee Sin cũng như là LeBlanc của Blind cũng như là Do, và thêm nó là con Leona và giao tranh tốt đến từ Zeus. 2v2 chỉ là 3v3, nó sẽ là ưu thế dành cho KT ở ván đấu này. Trong khi đó đội hình stick lại và có những tình huống giao tranh tổng là đích đến từ bên phía của Lissabon, khi mà họ đang sở hữu hai chất tướng có thể cấu diệt tầm xa đến từ cả Lucian cũng như là Varus. Với Lucian là thanh trừng, còn với Varus là những tình huống bu cung tầm xa để lấy máu đối phương trước thềm giao tranh. Và khi bị cầu máu quá nhiều như vậy thì những chất tướng lao vào dạng như kiểu Lee Sin, như kiểu là Leona sẽ rất là rén trong những cái pha mà mở giao tranh của họ. Smith ở cánh trên với một con Na. Tôi tin rằng cái kèo đấu này là kèo đấu mà Smith anh ta đã rất là master rồi. Anh ta đã quá quen thuộc với việc là phải đối mặt với những cái con Gangplank của đối phương. Và Smith là một trong những người chơi mà có khả năng sử dụng Na phải nói rằng là tốt nhất ở LCK ở cái thời điểm hiện tại. Groko với một chất tướng rất là quen tay, Rumble nữa, những khả năng stick lại rất là mạnh ở bên phía của Lissabon khi mà họ chạm được cho mình những cái ngưỡng sức mạnh đầu tiên, những cái ngưỡng trang bị huyền thoại đầu tiên ở trong cái ván đấu này. Groko sẽ dừng ở mạng dưới và hướng lên cánh trên, trong khi đó dấu hiệu tương tự đến từ Blind, và như vậy có thể là con cua ở đường trên sẽ là đích đến từ cả hai người chơi rừng. Rồi, một cái kèo rất nặng kỹ năng ở khu vực đường giữa, để coi cách xử lý xem như thế nào đây. Chúng ta có sẵn sàng tấn công đến từ Fred chứ không còn là triệu hồi Eri nữa. Phía bên kia thì Dove cũng hướng lên cho Bro cái sốc điện. Fred rất là mạnh mẽ để có thể quay ngược trở lại. Cả hai người chơi đường giữa đều đang sở hữu cho Bro cái bình thuốc biến dị để có thể gia tăng thêm cho Bro khả năng phục và cái lượng sát tay thêm. Khu vực đường dưới thì như thế nào? Một cái kèo đẩy đường và tôi cảm giác như đang có hình như một chút xíu lợi hơn dành cho Green thì phải, bởi vì dù sao sải tay dài hơn đối với Varus cũng sẽ khiến cho anh ta chủ động. Nếu như anh ta không muốn đẩy lính á, thì bởi vì cái vòng rừng của anh ta đang hướng lên nửa trường bản đồ, cả hai bên đều đang cố gắng để có thể trao đổi chiêu thức. Fight kit vừa rồi né được cái mưa tên cũng tương đối tốt, anh ta không bị cái lượng sát thương bởi cái kỹ năng E đó. Vòng rừng của cả hai người chơi đi rừng thì tốc độ dọn nhanh hơn một chút xíu dành cho Blanc, bởi vì phía bên kia Roko cũng phải tốn một khoảng thời gian nhất định để có thể giải quyết được cho mình. Đó là bảy người đá, bảy tốn khá là nhiều khoảng thời gian của anh ta. Blanc cấp độ 3, đây cái combo huyền thoại LeBlanc và Lee Sin cấp độ 3, đừng e, và đó tình huống e trật không vào. Xích khi hồn mà đã e trật rồi thì sẽ không có cái dấu hiệu vào đến từ bên phía của Blanc nữa. Cũng với đường dưới đáp trả ngược trở lại bằng cái thân lính được đẩy lên tương đối là cao, như vậy cũng chưa có nhiều lắm những cái tình huống va chạm. Roko thì cũng không muốn xuất hiện ở khu vực đường, bởi vì anh ta đang cố gắng tận dụng khoảng thời gian trống này farm càng nhiều càng tốt, càng sớm càng tốt, bởi vì anh ta là một mẫu chức tướng sẽ có được cái ngưỡng sức mạnh của mình khi mà đạt được cho mình ở tốc độ sau. Đó là chúng ta thấy được rằng là cái combo LeBlanc và Lee Sin ở cấp độ 3 là nguy hiểm và nói rất nhiều rồi. Những người chơi quy chuyên nghiệp như các thành viên bên phía của Lissabon hoặc thậm chí là KT Roster thì họ cũng biết thừa cái điều đó. Fred rất là tỉnh táo, anh ta giữ lại cái chuyên mục diệt tận và lui về với một cự ly an toàn. Cú xích của Dove nó cũng hơi đáng tiếc là không chuẩn xác, khiến cho cái tình huống tấn công vừa rồi đến từ bộ đội của KT nó không được diễn ra. Nhưng áp lực ở khu vực đường giữa nó vẫn đang là tốt hơn dành cho một con LeBlanc trong tay của Dove so với lại con Lucian trong tay của Fate. Như vậy là cua ở nửa trên sẽ thuộc về Blank. Cánh trên cũng đang là áp lực lính đến từ Doran với một chất tướng Gangplank, quyền năng bất diệt và những cái pha chết hit của anh ta với việc là đàm phán vào thẳng mặt của Summit là cực kỳ nguy hiểm.
cánh dưới vẫn chưa có bất cứ một tình huống kiểm soát cua chủ động nào đến từ Croco khi mà anh ta vẫn đang đứng dình một cách rất kiên nhẫn ở khu vực này. Với thông nổ thì anh ta có thể tiếp cận, đôi lúc nếu tiến lên quá cao thì anh ta có thể gặp nguy hiểm, nhưng một con mắt vật tổ sẽ có thông tin người chơi đi rừng của đối phương ở đâu và lùi về với cự ly an toàn đến từ Doran mà thôi. Trong tình huống xử lý, tôi nghĩ anh khá khéo dành cho Roko á, bởi vì tôi đang tự hỏi tại sao anh ta không chạy ra khu vực đường giữa để có thể có mặt ở khu vực đường dưới và ăn cho mình đó cái lượng kinh nghiệm đến từ con cua. Nhưng mà bởi vì vừa rồi thì anh ta bị trúng cái hoa soi sáng đến từ Blunt và anh ta bị phát hiện là mình đã có được cho mình đó 20 chỉ số quái vật rừng. Và phần lớn thì Blunt cũng nghĩ là cái vòng rừng đến từ Roko là ăn từ bùa đỏ ăn bảy chim, sau đó dọn 3-7 nửa trơn của Ấn Độ. Nhưng Roko vẫn đang còn cho mình đó một bãi cốc, anh ta quay ngược trở lại, cái lượng kinh nghiệm đến từ bãi cốc là lượng kinh nghiệm khá là lớn so với cái mặt bằng chung của những cái bãi quái vật rừng. Thì Roko không muốn bỏ qua cho mình đó cái bãi này. Rồi về nhà và bắt đầu hướng lên cho mình đó cây gậy bùng nổ. Roko vẫn đang có ý định can thiệp khu vực dưới. Một pha mà cái vòng rừng thứ hai của anh ta chưa sẵn sàng để có thể hồi sinh ngược trở lại, thì anh ta đang cố gắng tận dụng cái khoảng thời gian trống này để có thể cố gắng áp lực ở một cái vị trí nào đó. Chúng ta thấy được rằng cái tình huống xử lý vừa rồi từ Roko là khá tốt khi mà anh ta fake thông tin. Anh ta không di chuyển quá sớm xuống cánh dưới để có thể kiểm soát cua mà nhường lại những cái lượng tài nguyên dành cho Prince và Effort, khi bộ đôi này là bộ đôi đẩy nhanh hơn và rát hơn so với Firekeep và Zeus. Thông tin sai lệch đến từ KT và khiến cho thậm chí là cả Doran cũng như là cả Fate cũng có những cái tín hiệu di chuyển nó phần nào đó rẽ hơn một chút so với lại cái khoảng thời gian trước đó mà họ rất áp lực vào Fate cũng như là Summit ở nửa cánh trên. Đứng giữa này, cái thân lính tích khá là lớn của mình, thì Đô hoàn toàn có được cái sức ép vào một con Lucian trong tay của Fate. Vừa rồi là cú xích tiếp tục không chuẩn xác đến từ đứng giữa bên phía của KT roster. Croco đứng dình nhưng anh ta mới chỉ cấp 5 mà thôi, mưa tên lửa chưa có. Và như anh Linh đã nói, Rubble là một con bài mà bạn cần phải đạt cho mình cấp độ 6, thì những cái áp lực mà anh ta tạo ra với lại chất tướng của mình nó mới thực sự là triệt để. Sabit ở cánh trên xử lý kèo đấu cũng rất là ổn đến từ đội trưởng bên phía của Lissabok mà thôi. Đúng như tôi dự đoán, kèo đấu này là một kèo đấu quá quen thuộc đến từ Sabit rồi. Và anh ta vẫn đang cân bằng lính so với lại đối phương, xích chúng sóng âm sẽ có nhưng chỉ mang cái tính chất là câu máu mà thôi. Doran bị đẩy văng về với na khổng lồ đến từ Sabit. Croco mới chỉ 5 mà thôi và hơi đáng tiếc trong pha thi đấu này, nhưng vẫn có solo kill dành cho Sabit. Tốc biến đến từ Doran để dành cho game sau mà tôi cũng không biết là có game sau hay không nữa đây. Đó là tình huống mà anh ta bị đánh những cái đòn đánh có nội tại nữa của W nữa, và cú boomerang đó là cú boomerang để có đủ sát thương vừa dứt điểm vừa gây vừa tạo được những cái lợi thế nhất định dành cho bên phía của Summit ở khu vực đường trên. Doran trong cái pha thi đấu đó anh ta cảm giác hơi chủ quan và kiểu dạng mình nghĩ rằng mình sẽ né được cho mình đâu có boomerang vừa rồi thì phải. Một tình huống xử lý tôi nghĩ rằng hơi bị mất tập trung đến từ người chơi đường trên của phía KT roster. Rõ ràng chúng ta thấy được rằng là một con Na, khi mà cái điểm nguy hiểm nhất đến từ một con Na là từ khi mà anh ta chuyển từ Na khổng lồ về Na tí đi trong những tình huống tay đôi như thế này. Ngay khi chuyển dạng là có nội tại đến từ W của Summit. Anh ta rất chủ quan trong pha thi đấu đó khi không tốc biến né cú boomerang cuối cùng được tung ra tới từ đội trưởng bên phía của Lissabok. Như đã nói, kèo đấu này là một kèo đấu quá quen thuộc rồi cho Summit rồi, và cái khả năng sử dụng Na của Summit vẫn là rất tín. First Blood và điểm trường công solo kill đầu tiên dành cho đội trưởng bên phía của Lissabok, một lợi thế tương đối lớn nha ở cánh trên. Lifeline là một chất tướng khi mà đối đầu với Na, bạn phải có những cái ưu thế từ sớm với việc bạn lấy cho mình cái quyền năng bất diệt và liên tục sử dụng cho mình những cái đàm phán vào người một con Na của đối phương. Thậm chí Doran không làm được điều đó, và bây giờ anh ta đang bị gây áp lực ngược trở lại với chiến công đầu vừa rồi thuộc về Na trong tay của Summit. Và bây giờ là áp lực ngược trở lại ra khu vực đứng giữa khi Dov vẫn còn biến ảnh, và anh ta sẽ lui về an toàn mà thôi. Thậm chí pha thi đấu đó thì tôi cũng không biết là Doran có đánh cái đòn đánh thường có cái nội tại của mình để gia tăng thêm cho mình đó tốc độ di chuyển hay không nữa. Thì có thể thấy như đó tình huống xử lý hơi bị kém tập trung đến từ người chơi đường trên của phía KT. Liếp sang bốc tấn công ra khu vực đường giữa rồi, đây tình huống mà rút cố gắng để có thể đào thoát như mưa tên lửa rải ra chặn đường về. Điểm hạ gục thứ hai dành cho bên phía của Lipsamok đúng thời điểm mà con sứ giả đã xuất hiện trên bản đồ, thì đây là cơ sở để có thể lăn thêm quả cầu tuyết này dành cho bên phía của Lipsamok. Cái kèo thi đấu của mình đường trên này đúng như anh Hoàng đã chia sẻ, đó chính là rất là tự tin dành cho bên phía Summit. Kèo này thì thông thường là ta sẽ hướng lên cho mình đó về thép gai, nhưng đối với Summit thì anh ta hướng thẳng lên cho mình đó cái búa gỗ để có thể sớm hoàn thành được cho mình đó cái ngưỡng sức mạnh búa rìu sát thân của con bài Na ở khu vực đường trên này. Một lối lên trang bị khá là tự tin, và phần nào đó nó cũng thể hiện được cái phong thái thi đấu
của anh ta ở khu vực trường trên này nữa. Rồi con sứ giả không có nhiều lắm những cái áp lực tranh chấp dành cho phía của KT nữa rồi, khi mà họ đã mất đi cho mình đỡ suốt trong cái tình huống tấn công rất là đẹp mắt dành cho Phong. Rất nhanh với tình huống bung 3 chiều cuối, một cái tốc biến đến từ Effort để có thể hạ gục thành công Zeus. Kể cả có tốc biến đi chăng nữa thì tầm thanh trừng vẫn còn đủ. Và mưa tên lửa cũng đã được đầu tư luôn hướng từ Croco để chắc chắn 100% rằng Zeus sẽ phải lên bảng điểm số. Rất nhanh cũng đẩy về này đến từ Effort. Và thực sự khi mà nói về những hỗ trợ roaming hiệu quả ở giai đoạn hiện tại của LCK, chúng ta phải kể tên vị trí của Effort, khi mà những cái tình huống roaming của anh ta là rất triệt để và cực kỳ trực quan. Vừa rồi là một cái minh chứng rõ ràng cho điều đó. 2-0 rồi cho Lim Sa Bông rồi. Và tiền chênh ở phút thứ 10 đó đã là 2.000 tiền. Một cái khoảng cách ở LCK là rất lớn. Ván thi đấu đang có dấu hiệu nghi về cho bên phía của Lissabox với những cái kèo xử lý ở trong đoạn đi đường của họ tương đối là tốt. Có thể thấy như bên phía của KT trong ván thi đấu này thì cái phong độ thi đấu của họ không thực sự chạm đỉnh. Điều này đã thể hiện qua được những cái kỹ năng định hướng cũng như là những cái tình huống xử lý về cá nhân không thực sự bắt binh. Ví dụ như Dove là có những cái thời điểm mà anh ta cần phải có được cái độ chỉnh chuẩn xác cho những cú sở xích siêu phàm. Nhưng mà anh ta không làm được điều này, và ít nhất là hai lần camera chuyển tới rồi. Điều này thật ra tôi cũng không muốn chê trách nhiều lắm các thành viên đến từ bên phía KT. Nhưng mà cảm giác như là mặc dù không còn cái cơ hội để có thể góp mặt tại playoff, nhưng mà họ vẫn chưa thật sự cởi bỏ được cái tấm áo về mặt tâm lý. Họ vẫn thi đấu với một cái gánh nặng nhất định ở trên người của mình, khiến cho những pha xử lý của họ chưa thật sự là buông tay. Hoàn toàn đồng ý khi mà cảm giác cái roster họ vẫn đang hơi bị rém một chút trong những cái quyết định xử lý kỹ năng hay thậm chí là những cái quyết định macro của mình, và thường xuyên những người chủ động hơn là Lee Sabok. Ở trong một cái thế trận nó đang hướng lên ở trên rất là nhiều ở thời điểm hiện tại, những cái pha xử lý dạng dạng như kiểu vừa rồi đến từ Effort là rất là quan trọng. Khi mà bạn có được con sứ giả đầu tiên với những lớp giáp trụ còn tồn tại thì cái lượng tiền cộng kèm thêm dành cho Lee Sabok nó sẽ là rất lớn với con sứ giả mà họ vừa ăn được. Vẫn chưa thấy bất cứ một tình huống nào muốn triển khai sứ giả đến từ Croco. Đích đến hoàn hảo nhất của anh ta rõ ràng chúng ta có thể thấy được là khu vực đứng giữa. Monman ở khu vực này từ rất là lâu rồi. Croco đang cố gắng kiểm soát tầm nhìn ở nửa cánh trên để có thể tiếp tục gây áp lực. Hoặc thậm chí tôi nghĩ rằng là Croco anh ta hoàn toàn có thể lên khu vực đứng trên để thả một con sứ giả giải phóng sớm một con Na và dồn tài nguyên và lượng tiền với một con Na đang xanh hơn rất nhiều so với lại một con Gangplank trong tay của Roden. Khi không có đất farm, Roden anh ta sẽ bị giảm cái khả năng tăng tiến sức mạnh của mình. Và đây cũng là một trong những cái điều kiện thắng đến từ bên phía của KT roster mà Lee Sabok cần phải chú ý. Effort vừa rồi anh ta đã di chuyển và không qua tầm nhìn nha, không qua bất cứ một cái tầm nhìn nào đến từ bên phía của KT cả. Tình huống đã sống âm chết bụi, và vừa rồi thì Blank cũng rất là tinh ý để có thể để lại con mắt và phát hiện ra cái hướng di chuyển vừa rồi của Effort. Khu vực đường dưới là một cái pha cố gắng để có thể đẩy lính ngược trở lại. Bộ ba đến từ bên phía của KT cũng đang có mặt ở đây, nhưng mà như anh Hoàng cũng đã chia sẻ là có sứ giả với Đại Bác được rải ra khu vực đường trên để giúp cho Doran có cái lượng kinh nghiệm cũng như khả năng pha nhất định thùng vụ nổ cũng khá là đẹp nha. Áp lực cũng tương đối là nhiều cho pha xử lý này đến từ bên phía của Lissabox. Một loạt những cái chiêu cuối được tung ra với cái ý đồ là họa hoàng để tạo ra những cái tình huống đột biến ở trong ván thi đấu. Khu vực đường giữa thì Fed vẫn đang cầm nhịp được tốt, và cái áp lực đến từ Dove nó chưa đủ lớn để khiến cho Fed phải hướng lên trên rõ cái kiếm răng cưa. Một tình huống trao đổi chiêu thức mà người bất lợi hơn tôi nghĩ cũng không phải thuộc về dành cho bên phía của Lissabox nữa. Anh ta vẫn đang có khả năng bám trụ tốt, và những cái tình huống biến mất ở trên bản đồ của Effort nó rất áp lực. Các bạn có thể thấy Effort anh ta chỉ cần hiện hình ở khu vực đường trên trong khoảng thời gian mà thôi, và sau đó anh ta cứ biến mất ở trên bản đồ, thì điều này nó khiến cho những cái tình huống trao đổi chiêu thức của Dove ở khu vực đường giữa thì phần nào đó gián tiếp nó cũng kiểu dạng bị rén. Anh ta cũng không có dám ổn định trong những cái pha tấn công của mình. Tối nào chúng ta thấy được rằng là Lipsabot họ vẫn đang cầm trịch cái bàn đấu này. Có thể thấy rằng cái việc mà họ thả sứ giả lên cánh trên và gây áp lực với một con gạch blind trong tay của Roden là hoàn toàn hợp lý. Summit anh ta đang vượt trội hoàn toàn về chỉ số lính cũng như là về điểm hạ gục, nhưng từ đã nào Effort anh ta có thể gặp nguy hiểm trong pha thi đấu này khi dính sóng âm, dính thêm sợi xích siêu phàm của Dove và chắc chắn là điểm hạ gục. Blank thậm chí là anh ta còn chắc cú đến mức mà sử dụng thốc biến để có thể đá văng vị trí của Effort về cái vị trí hứng đến từ một con lập lang trong tay của Dove Ducker. 100% với tỷ lệ thành công của cú 3 đấu 1 vừa rồi dành cho KT roster. Nhưng với việc là họ đã mất khá nhiều tài nguyên thì đồng nghĩa với việc là họ sẽ không thể tiếp tục triển khai cũng như là gây áp lực vào con rồng đầu tiên của bản đấu nữa.
để coi thời điểm tiếp theo thì sẽ như thế nào. Mặc dù vừa rồi tình huống mà Effort cũng khá là kỹ, anh ta đi sát vào cái vách đó, nhưng mà bộ ba đến từ bên phía KT họ đã có tình huống rình rập từ khoảng thời gian đó tương đối là lâu rồi, và Effort cũng đã phải bị bắt cho cái pha xử lý vừa rồi. Sợ xích nó trúng nhưng mà cơ hội để có thể kích hoạt lần hai cũng không có còn. Na khổng lồ khu vực đường trên, anh ta đang cố gắng tích cái tàn phá hủy diệt, nhưng mà đợt lính vừa rồi cũng đã hết. Vẫn chưa muốn lấy trụ đầu dành cho bên phía của Summit, anh ta cũng phần nào đó e ngại cái pha di chuyển Ron đến từ bên phía của KT. Một bước dừng nhỏ nhỏ dành cho bên phía của Lipsabop. Nếu như trong tình huống vừa rồi mà họ có được cái lượng mắt đến từ Phong á, thì họ sẽ tạo ra được những cái tình huống kiểm soát xung quanh khu vực hang rồng. Rồng nguyên tố đầu tiên trong ván thi đấu này được ăn khá trễ dành cho hai đội tuyển. Năm rồi chúng ta vẫn chưa có bất cứ một cái tài nguyên rồng nào cả. Chưa có bất cứ một con rồng nào được ăn đến từ cả Lipsabop cũng như KT roster. Những cái bước đi rất kỹ đến từ cả hai đội. KT roster vừa rồi có một pha 3-1 và như tôi nói, họ dồn rất nhiều tài nguyên để tiêu diệt hỗ trợ của đối phương. Effort cũng biết được rằng là kể cả mình có tốc biến đi chăng nữa thì mình cũng sẽ vẫn phải lên bảng mà thôi, với những cái cú lao theo đến từ một con lập lao trong tay của Dove. Giữ lại cú tốc biến để chờ đến con sứ giả thứ hai của bản đấu. Việc mà Lissabox họ đang triển khai ăn hai sứ giả là rất hợp lý khi họ đang có một cái cánh trên mạnh hơn so với đối phương. Effort tiếp tục là mục tiêu khi mà anh ta dính thêm cú xích nữa đến từ Dove, và sóng âm vũ ảnh cước găm vào. Tiệm bạo cục thứ hai đã có cho KT roster. Đây là một trong những điểm mà dạo thời gian gần đây chúng ta không được thấy đến từ Effort nữa, là khả năng mà anh ta bị bắt lẻ trong những cái phút giây nó hơi nhạy cảm một chút. Hai điểm hạ cục có dành cho KT roster, và đây sẽ là những cái tiền đề để họ có thể comeback trong trận đấu này. Vừa rồi thì anh ta có lẽ như cũng sợ rằng nếu mà mình tốc biến không kịp á thì anh ta cũng sẽ bị ăn cái thiêu đốt và nhiều khả năng vẫn sẽ phải nằm, nên ta quyết định là để dành phép trợ tốc biến cho những cái tình huống tranh chấp những cái mục tiêu cùng với những người đồng đội của mình. Cái điểm trừ vừa rồi của Effort đó chính là anh ta di chuyển cắm mắt mà chỉ có một mình mà thôi, đáp trả với cú chiêu cuối đến từ Queen để có thể nhắm vào Zeus cho pha thi đấu này. Trước đó anh ta cũng đã phải sử dụng cái thanh tẩy để thoát khỏi một cái hiệu ứng làm chậm đến từ Thái Dương Hạ Sang, mất đi cho mình đó cái lượng tài nguyên nhất định đến từ bên phía của Lipsabox. Con sứ giả thì tôi nghĩ rằng cái độ hiệu quả của nó sẽ cao hơn so với con rồng ở thời điểm hiện tại, với việc mà Rogo kiểm soát được sứ giả trong cái bối cảnh là Plan chưa đủ lực để có thể ăn con rồng nữa, thì đây vẫn sẽ cái tình huống kiểm soát mục tiêu tốt hơn dành cho bên phía của Lipsabox mà thôi. Rồi, ván thi đấu vẫn đang khá là chậm. Trụ thứ nhất ở khu vực đường trên đã có, trụ thứ nhất ở khu vực đường giữa cũng sẽ có dành cho bên phía của Lipsabox đến từ con sứ giả thứ hai của ván thi đấu này, và họ tận dụng cái dịp này để có thể di chuyển ra khu vực hang rồng. Cảm giác như bên phía của KT ngoài những cái pha bắt lẻ thì họ chưa có nhiều cái công cụ để có thể cố gắng thiết lập những cái mục tiêu kiểm soát công trình cùng với đối phương. Vẫn là cái ván thi đấu mà ba trụ đến từ bên phía của Lipsabox vẫn chưa có quá nhiều áp lực. Đồng ý là đội hình đến từ bên phía của KT là đội hình mà kéo dài ở cuối của ván thi đấu, khi mà họ sở hữu Ezreal. Nói cuối thì cũng không hẳn, đây là cái đội hình mà sẽ có cái cho mình đó, được cho mình đó cái ngưỡng sức mạnh hai món trang bị với Ezreal và Kang Plan. Rồi hãy cùng xem tình huống này, một tình huống mà Effort cũng đã cố gắng để có thể chết tầm nhìn, và cái pha xử lý cũng tương đối là kinh nghiệm của Plan nữa để khiến cho không có khoảng trống đào thoát dành cho Effort. Liên tiếp là chúng ta được coi lại hai pha replay. Có thể thấy hai pha replay bắt lẻ là hai cái điểm nhấn ở trong ít phút vừa qua. Nó khiến cho ván thi đấu này thiên về kiểm soát nhiều hơn. Chúng ta chưa có quá nhiều những cái tình huống va chạm của cả hai đội tuyển nữa. Rồi ok, một loạt những cái pha di chuyển vừa rồi đến từ bên phía của KT roster thì như đã nói thì họ cũng chỉ có được cho mình đó cái điểm hỗ trợ, xin lỗi cái điểm hạ gục đến từ hỗ trợ mà thôi, chứ chưa thật sự kiểm soát được những cái mục tiêu. Hai con sứ giả cũng như là một con rồng nguyên tố đầu tiên đều thuộc về cho bên phía, ui không còn thanh tẩy nữa nha, và đây là một cái loạt những cái chiêu cuối được nhắm vào đầu của Rin. Một pha xử lý khá là nhanh tay đến từ Zeus, bởi vì anh ta cũng đã có thông tin là đối phương không có thanh tẩy, và tình huống trong huyện khống chế kết hợp với một loạt những cái bộ kỹ năng đến từ Doran với cú mưa đại bác của mình từ tầm xa để có được cho mình đó điểm hỗ trợ. Đội hình đến từ bên phía của KT bắt đầu có được cho mình đó cái ngưỡng sức mạnh món trang bị đầu tiên rồi. Tam hợp kiếm cũng đã được lên đến từ Doran, phía bên kia búa rìu sát thần dành cho Fakit, chùy hấp huyết cũng đã được lên đến từ Plan. 201 là những gì mà Plan đang đóng góp dành cho bên phía của KT, tham gia 100% tỷ lệ hạ gục. Sóng âm vừa rồi thì không trúng vào người của Fed. Những cái áp lực bây giờ bắt đầu được triển khai dành cho bên phía của KT roster. Trụ thứ nhất ở khu vực đường dưới thì không còn nhiều máu nữa, thì đây liệu rằng có phải cái cơ sở mở ra để có thể lấy công trình hay không, khi mà phía sau Effort đang cố gắng để có thể bao sân. Những cái vị trí, những cái điểm nóng ở trên bản đồ đều có Effort cố gắng để có thể di chuyển và kiểm soát được cho mình đó cái lượng tầm nhìn ở cảnh dưới bản đồ.
Rin thì được đẩy ra khu vực đường giữa, thanh tẩy của anh ta cũng đã hồi rồi, thì anh ta sẽ không gặp phải những cái pha kiểu dạng tấn công đến từ Zhut tương tự là như vậy nữa. Vẫn đang cố gắng nhấp nhả xung quanh khu vực đường dưới này. Đô vẫn bị trúng cú lăn bụng đó. Wow, và đó pha thi đấu mà anh ta, thôi thì dù sao thì anh ta cũng đã câu được cú chiêu cuối đến từ Fox rồi. Lượng máu đến từ trụ quân phía KT khu vực đường dưới này cũng không còn nhiều, mưa tên lửa được rải ra để có thể chặn đầu, và đội hình đến từ bên phía của KT nhiều khả năng sẽ phải rút lui mà thôi. Rút ăn một lượng lớn đến từ cái lượng sát thương của Thanh Trừng. Pha tiếp cận đến từ Roko, anh ta tương đối là áp lực nha, với một cú sấy ở cái lượng diệt cũng tương đối là ổn của anh ta nữa. Và đặc biệt là cái đội hình đến từ bên phía của Lipsabot, tôi cảm giác như họ không tích họ sẵn sàng bung những cú chiêu cuối để có thể ép lui được các thành viên bên phía KT, và phần lớn những cú bung chiêu cuối đó đều có được cái độ hiệu quả nhất định. Ngược trở lại, nếu như xét về cái lượng trang bị thì chúng ta không thể nào bỏ qua người chơi đường trên Summit được, khi mà anh ta đã có được cho mình cây rìu đen rồi. Và chúng ta cùng xem lại những tấn công của vùng giữa. Một con mắt được cắm ra khu vực giữa giúp cho họ có được thông tin. Và đây là những tấn công rất là mắc binh dành cho suốt, khi mà công chế được đặt ra một cách cực kỳ chuẩn xác trong cái bối cảnh là Rin cũng chưa có được cho mình thành tẩy nữa. Quay ngược trở lại vào cái cảnh đẩy lẻ, Summit bây giờ khỏe quá, rìu đen, búa rìu sát thần, giày thép gai, đây cái lượng trang bị quá lớn dành cho bài na của anh ta khu vực đường trên rồi, và cái khả năng anh ta lúc nào cũng đẩy lên trên hết so với Doran vẫn sẽ là có. Doran thì có lẽ anh ta cũng cần phải, tôi nghĩ cần phải hai món trang bị hơn nữa, hai món trang bị rưỡi thì cái lượng sát thương nó mới thật sự là chất lượng. Ở thời điểm hiện tại thì cái tam hợp kiếm nó chỉ đáp ứng được một cái điều kiện đẩy đường dành cho Doran khi mà anh ta kết hợp với những cái thùng thuốc súng của mình mà thôi. Hai món trang bị. Xin lỗi quý vị và các bạn khi mà vừa rồi có một chút những cái trục trặc về tín hiệu. Chúng ta đang thi đấu ở cái hình thức online cho nên là nó hơi bị gặp một chút vấn đề về đường truyền mạng. Quay trở lại ngay lập tức với trận đấu khi mà Lisbon họ ăn được con rồng. Và đây có thể sẽ là một tình huống mà 50 giây nữa con rồng thứ hai đang được kiểm soát. Rồng ăn được ăn khá muộn đến từ cả hai bên. Đến từ cả KT và Lisbon ở trong vòng đấu này. Lisbon thì họ chủ động là người ăn hai sứ giả để có được lượng tiền cộng kèm thêm, cũng như cái áp lực ở hai đường cánh dành cho Summit cũng như là cả Fate nữa. Hiện tại thì 1-3-1 vẫn đang là chiến thuật mà các thành viên bên phía của Lisbon triển khai. Việc là họ đẩy hai người sang hai đường cánh như vừa rồi là Thái Dương Hạ San không chuẩn xác ấy từ Zeus, nó chỉ làm chậm Prince mà thôi. Sát thủ bên phía của Lisbon vẫn còn đó cho mình thêm hỗ trợ thành tẩy, nhưng bên phía bên này thì Summit bắt buộc phải dựng tốc biến. Anh ta chuẩn bị hóa na khổng lồ, bị dồn sát thương làm choáng trúng hai người. RQR rất nhanh, chính xác hơn là QRQ chứ quên mất. Cú găm sóng ngâm, sau đó là nội long cước cộng kèm thêm và vô ảnh cước trồng vào. Sát thương rất lớn và Doran vừa rồi dứt điểm thành công được Summit. Một mạng có với lợi thế hơn người dành cho KT Roster ở cánh dưới. Nhưng ở cánh trên thì với việc là Fate anh ta đã đẩy tới trụ 2, bắt buộc phải có cú dịch chuyển ngược trở lại đến từ đô để phòng ngự mà thôi. Pha vừa rồi thì Fox cũng đã phải lên mạng điểm số trong một cái tình huống anh ta bị tấn công bởi Firekid. Rồi, con rồng đang được kéo ra đến từ Plank, có thể thấy sâu với việc xuất hiện của người chơi đi rừng kỳ cựu như là Plank. Okay, thì cái phần chủ động nó vẫn sẽ thuộc về cho bên phía của KT. Một tình huống cố gắng để có thể tạo ra khoảng trống dành cho Plank để có thể kiểm soát được cho mình đấu con rồng nguyên tố thứ hai của ván thi đấu này. Firekid trước đó anh ta cũng đã... Ui, Fred đang bị tấn công. Nhưng mà vừa rồi Đô không có ý định ôn ninh, thay vào đó anh ta chỉ cấu điện máu sau đó sẽ giật về mà thôi. Trụ đầu tiên cũng đã có dành cho bên phía của KT Roster trong ván thi đấu này rồi, mặc dù hơi trễ một chút xíu, 23 phút của ván đấu thì chúng ta mới sở hữu được cho mình đó trụ đầu tiên dành cho bên phía của KT, nhưng giai đoạn vừa qua là giai đoạn rất là thành công. Tỷ số về mạng đang là 2-5 nghiêng về cho bên phía của KT, và cái ngưỡng sức mạnh thần kiếm Uran Mana cũng đang được hướng lên đến từ Firekid, và hãy cùng xem về tình huống này. Một pha thi đấu mà Summit khá là kiểu dạng tự tin với một cú nhún nhảy lên của mình, và anh ta đang bị tấn công ngay trực tiếp. Effort vừa rồi anh ta cũng mất đi cho mình đó cái phần tập trung nữa khi mà anh ta ăn trọn cái bộ sát thương đến từ Firekid và đã phải lên mạng điểm số. Ngược trở lại thì cánh dưới cũng không có lợi dành cho Summit, anh ta cũng không thể nào chạy thoát được trong cái pha truy đuổi của ba thành viên của phía KT, và điểm hạ gục đó được nhường dành cho Doran. Rất là bình tĩnh từ Doran, anh ta cắm một con mắt để phát hiện ra vị trí đứng núp đến từ Summit, là một cú đàm phán đơn thuần để có thể hạ gục được đường trên của đối phương mà thôi. Một pha vây bắt tốt đến từ bên phía của KT Roster sau một tình huống hơi hổ báo thái quá từ Summit. Tôi tin là có cơ sở khi mà nãy giờ thì những tình huống tay đôi Summit anh ta hoàn toàn là người vượt trội hơn so với Doran. Thì số lính của anh ta cũng đang nhìn hơn nữa, và với một cái rìu đen đã có ở món đồ thứ hai, cái khả năng tay đôi với những đòn đánh thường ở dạng na tín nhị của anh ta là cực kỳ thốn.
Nhưng 3 đánh 1 thì là một câu chuyện rất là khác. Với sở thích siêu phàm thì Dope anh đang giữ chân thành công đối phương. Zeus ở đây dính chiêu cuối của Prince, trả ngược lại với thế giới hạ sang để ép xạ thủ của đối phương phải lùi về. Như thế là lăn tốc biến. Combo tốt đến từ bên phía của Lee Sam Bob. Họ có na khổng lồ nhưng trước quá na khổng lồ thì đã phải lên bảng đếm số đến từ Sammin rồi. Broco quá nhiệt, anh ta sẽ không thể sử dụng năng trong một khoảng thời gian nữa. Và Lee Sam Bob bắt buộc phải lùi về mà thôi. Một tình huống phản công rất nhanh từ KT Roster và độ phản ứng của họ sau một pha mở giao tranh đến đối phương là rất tốt, giúp cho bên phía của KT lấy về mạng thứ hai của Sabit ở trong trận đấu này. Chính xác là như vậy, tưởng chừng như đó sẽ là một tình huống mở giao tranh khá là tốt dành cho bên phía của Lee Sam Bob khi mà họ có một cái dịp tràn vào cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là cái pha phối hợp giữa Efox và Roko nha. Với tên lửa được rải ra, lăn bụng tốc biến kết hợp với thùng đủ nổ quá tốt. Những cái điểm trừ của họ đó chính là cái việc mà Summit chưa đủ lượng nộ để có thể biến thành na khổng lồ. Hơi đáng tiếc dành cho anh ta, nếu như anh ta biến thành na khổng lồ thì anh ta hoàn toàn có thể follow up thêm cái lượng hiệu khống chế cũng như cái khả năng để có thể băng bổ vào. Lượng nộ bây giờ đang con số 65%, cố gắng thêm một chút xíu nữa là được rồi. Nhưng Lanh đã giải quyết bài toán này tương đối là gọn ghẽ với một cú nộ long cước để có thể tạo ra cái khoảng trống đào thoát dành cho Fakit. Fakit không nằm xuống cho pha thi đấu đó. Thực ra phần lớn vừa rồi thì anh ta cũng khá may mắn bởi vì anh ta cũng có cái lượng giáp nhất định đến từ cái khiên mạnh sư. Lần về nhà này thì anh ta lên được cho mình đó giáp cây ngục nữa. Tím băng sẽ món trang bị mà anh ta hướng tới thì khiến cho cái lượng sát thương gây ra bởi cả Fate cũng như là Summit và chưa kể đó là Vin nữa, phần đó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Bản thi đấu bắt đầu đang nghiêng nghiêng một chút xíu dành cho bên phía của KT khi mà những cái điều kiện kéo dài bản thi đấu này đang chuẩn bị thuộc về cho đội hình của họ. Và đội hình của họ đang sở hữu được cho mình đó những mẫu chấp tướng như là Canh Blanc, như là Ezreal. Vừa rồi thì Fakit đã mất luôn cho mình đó thanh tẩy. Anh ta không còn tốc biến, anh ta đang sải bước trên cái mưa tên lửa. Nhưng lượng sát thương một lần nữa là cái bài toán đang bị thiếu hụt dành cho bên phía của Lee Sam Bob. Prince ngắm nghía rất kỹ trong pha thi đấu vừa rồi mới tung ra cú phát quy của mình, cú pha bắn xuyên phá của mình. Và nó khiến cho cái khoảng thời gian đó là kịp hồi dịch chuyển của học đến từ Fakit. Nếu như bung cung sớm hơn thì xạ thủ bên phía của Lee Sam Bob hoàn toàn có thể có được tính mạng của người chơi xạ thủ của đối phương. Tiếp một chút dành cho Lee Sam Bob. Cái tình huống trước đó là một tình huống mà tôi đang muốn nói đến cái việc mà lựa chọn trang bị đến từ Summit. Nếu như bình thường ở cái ngưỡng sức mạnh hai món mà có một cái móng vuốt nhiều khi là anh ta không bị dồn sát thương cho tới chết trong cái tình huống trước đó mà anh ta kịp hóa na khổng lồ. Nếu như có bóng vuốt thì hoàn toàn sẽ là na khổng lồ có dành cho bên phía của Lee Sam Bob, và thậm chí là họ có thể quay trở ngược trở lại với một cú combo đã rất đẹp mắt đến từ Croco và Edford ở tình huống trước đó rồi. Hơi đáng tiếc một chút dành cho Lee Sam Bob ở những cái quyết định của họ. Và nhìn chung là KT Roster đang comeback ở một cái ván đấu mà họ đã bị dẫn trước tương đối nhiều ở khoảng thời gian ban đầu với hai sứ giả có dành cho bên phía của Lee Sam Bob. Rồi, ván thi đấu này thì Vince quyết định là hướng lên cho mình đó cái Nguyệt Đao, một món trang bị cũng tương đối thú vị. Efox, thùng rượu nổ, wow, như vừa rồi Dove cũng đã thoát được. Một tình huống mà đổi chiêu cuối ở khu vực đường giữa này dành cho Green khi mà anh ta cố gắng nhắm vào Fakit một lần nữa, nhưng mà đáng tiếc anh ta chỉ có một mình ở đây mà thôi, vẫn không có đủ lượng sát thương. Và nhìn vào con bẻ riêu của Fakit thì lần về nhà này anh ta cũng đã sở hữu được trên đất tim băng rồi. Một cái ngưỡng sức mạnh bắt đầu được hình thành dành cho đội hình của phía KT Roster. Kiếm Axa cũng đã được lên đến từ Doron, anh ta sẽ vượt qua được cái khả năng tạo giáp đến từ một vài những cái vị trí như Roko hoặc là cái Nguyệt Đao đến từ Green chẳng hạn. Đội hình stick lại với nhau để có những tình huống dậy từ bên phía của Lee Sam Bob đang chuẩn bị được triển khai. Summit vừa rồi dính xích thì từ đâu đã phải mất cho mình nhún nhảy rồi, nhưng mưa tên lửa trải ở một góc khá khó chịu, rút lao thẳng vào nhưng đã bị cô lập và lên bảng điểm số rất nhanh với điểm hạ gục thuộc về na khổng lồ trong tay của Summit. Lời hơn về người và đây có thể sẽ là một pha kiểm soát rồng tốt hơn dành cho bên phía của Lee Sam Bob. Họ sẽ có được cho mình con rồng thứ hai ở trong ván đấu này và con rồng thứ ba của trận đấu. Lee Sam Bob sẽ lùi về mà thôi với nhún nhảy với chiến công diệt tận đến từ Fate và thành công trong việc giữ lại sứ giả, chính xác hơn là giữ lại con rồng dành cho bên phía của Lee Sam Bob. Nhưng vừa rồi là một cú chiêu cuối, tôi nghĩ rằng ý đồ của anh ta chỉ là đoán định đến từ Prince mà thôi. Rồi, phía bên đây thì Dove cũng đoán định trong cái tình huống biến về. Hay nói chính xác hơn là anh ta muốn tấn công vào người của Fate. Fate vừa rồi múa cũng khá là dẻo nha, anh ta có cung phong linh để kích hoạt cho pha thi đấu đó và không bị tấn công. Cung ánh sáng lần này không trúng ai, trúng vào phía sau đó chính là Fox, nhưng lượng sát thương gây ra thì cũng không là bao nhiêu cả khi mà cái thương phục hận chưa được hướng tới đến từ Fakit. Và đó chắc hẳn sẽ là món trang bị tiếp theo mà anh ta sẽ nhắm tới, sẽ khiến cho cái khả năng xuyên cho mình đó lượng chống chịu đến từ bên phía của Lee Sam Bob phần đó cũng sẽ bị giảm. Đá hắc hóa cũng được lên đến từ Dove khi mà trước đó anh ta hướng lên món trang bị thứ hai là một cái động cơ vũ trụ để có thể có thêm cái lượng máu cũng như là cái chỉ số giảm thời gian hồi chiêu và cái lượng sức mạnh phép thuật nhất định dành cho đội của mình. Ván thi đấu này, ván thi đấu bắt đầu nghiêng dành cho bên phía của KT.
tình huống mở giao tranh vừa rồi thì bên phía của Lisbon họ vẫn chứng tỏ là đội hình của họ, nếu như đối phương mắc sai lầm họ hoàn toàn có thể trừng phạt những cái sai lầm đó, và đừng quên rằng cái tốc độ lên trang bị đến từ Fate vẫn đang tương đối là được đảm bảo nha. Trường thương sẽ là trang bị tiếp theo mà Fate đánh giá hướng tới, hai cái trường thương luôn từ cả Fate cũng như là Prince ở vào trang bị thứ ba của họ. Rõ ràng cái khả năng cấu diệt tầm xa trước giao tranh đến từ Lisbon với thanh trừ của Fate hay những tình huống mũi tên xuyên phá đến từ một con Varus, như vừa rồi vừa nói khỏi mồm xong thì Varus trong tay của Prince đã bất cho mình một tình huống thanh tẩy và có thể sẽ phải là cả tốc biến nữa, nhưng vẫn dính một cú quỳ khá đau đến từ đồ sóng âm găm trúng, nhưng nó chỉ trúng vào vị trí của Effort mà thôi. Cố gắng hạ gục đối phương, Blank có cú đá nhưng nó không trúng, nhưng sóng âm vô ảnh cước thì chuẩn xác và Blank hạ gục thành công được Prince, mất đi xạ thủ. Và đây là góc giao tranh tốt hơn dành cho các thành viên bên phía của KT Roster, họ tràn lên với cả Doran cũng như là cả con Ezreal trong tay của Fnatic, bắn khá tốt với những phát bắn thần bí liên tục chuẩn xác của mình. Doran dấn lên để có thể đẩy lui hai thành viên bên phía của Lisbon, quyết định quay ngược trở lại. Summit dồn sát thương nhưng khả năng gây sát thương của anh ta làm thế nào để có thể nhất kích tất sát được Doran đây. Điểm bạo gục thứ tư đã có dành cho KT Roster và đây chắc chắn sẽ là một pha em Baron của họ mà thôi. 30 dành cho bên phía của KT. Một tình huống Blank đã thi đấu quá hay với một cái pha nhấp nhả của anh ta. Một mình anh ta lao thẳng vào giữa ba thành viên của phía đối phương, mặc dù anh ta bị sát thương trả ngược trở lại nhưng anh ta vẫn rút ra được với chấm máu cùng với sự hỗ trợ của các thành viên còn lại đến từ bên phía của KT. Món quà tưởng thưởng dành cho pha giao tranh tuyệt vời vừa rồi đến từ bên phía của KT Roster đó chính là bùa lợi Baron đầu tiên ở ván thi đấu này thuộc về cho họ, và ván thi đấu sẽ kéo dài và một lần nữa nó vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát cũng như cái điều kiện thắng đến từ bên phía của KT Roster, khi mà họ sở hữu rất nhiều những cái con tướng ở dạng về sau càng khỏe. Pha thi đấu này thì Roko gần như bị bóc hơi ngập tức bởi vì anh ta bị kích hoạt cái dấu ấn ác ý của cái sở xích siêu phàm đó nữa. Rin thì trước đó anh ta bị ép đi cho mình đó thanh tẩy trong tình huống mà anh ta cố gắng thoát khỏi hiểm lầm chậm đến từ Thái Dương Hạ Sang, nhưng Blank lao vào quá mạnh mẽ và đặc biệt là cái độ chuẩn xác trong những cái tình huống tung sóng âm của anh ta. Anh nhắm vào những cái vị trí trọng yếu, pha thi đấu này thì Blank vẫn rút ra được. Và có thể thấy như đây là một trong những cái điểm khác biệt lớn nhất dành cho đội hình của phía KT, khi mà họ thay vào một người chơi đi rừng có được cái kinh nghiệm thi đấu cũng như là có được một cái độ tinh quái nhất định đến từ Blank. Nói về độ tinh quái của Blank thì nó hơi sai sai bởi vì anh ta thường xuyên được chúng ta nói vui là kiểu dạng tù trưởng á. Nhưng mà có thể thấy như là cái kết quả thi đấu của Blank khi mà anh ta ra quân trong mỏ của phía KT thì thường là có lợi hơn dành cho phía của KT. Bùa lợi Baron bắt đầu được triển khai và đội hình đến từ bên phía của Lisbon thấp máu, họ bắt buộc phải lùi và sẽ mất luôn cho bên đó trụ hai khu vực đỉnh giữa này. Thông dụng đồ đã bị tước đi rồi và cả thêm một cái mưa tên lửa cũng đã phải sử dụng đến từ Proko, vì đây rõ ràng sẽ là cái trụ thứ hai ở khu vực đứng giữa và nâng tỷ số về trụ lên thành 4-3, lợi thế hơn là cho KT Roster. Họ hướng tới cái trụ thứ ba của đối phương nhưng Summit đang có nạ khổng lồ tạm thời lùi ra xích trúng đến từ Dove, nhưng cú quy vừa rồi chỉ trúng vào Summit và thôi, sát thương không thực sự là quá nhiều nhưng cấu diệt tầm xa rất khó chịu đến từ bên phía của KT Roster. Họ sở hữu cho mình một con Ezreal đang là 302, họ sở hữu một con Lập Lang đang là 106, và những sát thương đầu ra của hai vị tướng này với những tình huống cấu diệt tầm xa là cực kỳ giá trị. Nó đem tới một trụ thứ ba, thậm chí là một đường dành cho KT Roster thánh trừng đến từ vị trí của Fate. Mục tiêu tấn công rõ ràng là Gangplank, chính xác hơn là Zeus với một con Lyona, nhưng Fnatic đang rất tự tin khi anh ta dịch chuyển thẳng lên phần đội hình của đối phương để có một tình huống muốn tấn công. Croco gặp nguy hiểm và mạng đầu tiên sẽ có dành cho bên phía KT Roster mà thôi, với thiêu đốt cũng như đàm phán đến từ Doran, cú đá ra đến từ vị trí của Blank muốn có được một pha hất tung trúng nhiều người, nhưng nó cũng chỉ đem về giá trị để đẩy lui đội hình của đối phương về mà thôi. KT hài lòng với việc có một đường và họ sẽ di chuyển về để cố gắng kiểm soát con rồng thứ tư của ván đấu và sẽ là cân bằng rồng dành cho KT Roster. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy phút thứ 33 của ván thi đấu mà mỗi bên chia nhau hai con rồng, tốc độ ăn rồng là quá chậm ở trong ván thi đấu này. Nhưng hãy cùng xem lại tình huống có bùa lợi Baron tấn công ra khu vực giữa, một trong những cái phương án tấn công rất mạnh mẽ dành cho bên phía của KT Roster. Mũi tên lửa rải ra thật ra không đẹp cho lắm và cái tác dụng đối với con bài trung bồ của Roko trong ván thi đấu này cũng không thật sự cao nữa. Anh ta cũng không gây được quá nhiều những cái lượng sát thương trong tình huống giao tranh ở trong cái tình huống thi đấu này. Và cái đội hình đến từ bên phía của KT như đã nói là cái đội hình hoàn toàn có thể phòng ngự và phản công ngược trở lại khi mà bên phía của Lisbon đã sử dụng hết cho mình đủ cái lượng tài nguyên. Thì đó là thời điểm mà những cái con tướng như Lập Lăng, những cái con tướng như Ezreal phát huy được cái độ khó chịu nhất định của họ. Ezreal ở thời điểm hiện tại đến từ Fnatic đã chạm ngưỡng sức mạnh của anh ta rồi,
anh nói đã vượt ngưỡng sức mạnh của anh ta rồi khi mà đang sở hữu được chỉ có 4 món trang bị. Món trang bị tiếp theo anh ta hướng tới có thể là những món trang bị tấn công hoặc là bảo hiểm cũng được. Nếu muốn lên theo kiểu bảo hiểm thì anh ta lên cho mình đổ cái giáp thiên thần sẽ món trang bị khá phù hợp. Còn nếu như mà muốn hướng theo tấn công thì lên thêm những món trang bị sát thương. Nó sẽ khiến cho anh ta sẽ trở thành một trong những cái cỗ máy gây sát thương rất là lớn trong những cái tình huống giao tranh tổng dành cho bên phía KT. Chúng ta thấy được rằng là cái áp lực với KT roster đến từ rất là nhiều nguồn. Họ có một con Gangplank mặc dù thua thiệt trong khoảng thời gian early game, nhưng bây giờ cũng đã chạm ngưỡng sắp sửa là full đồ rồi. Một cái dìu tia mát để người ta hướng lên cho mình có thể sẽ là một cái dìu đại băng xà ra lượng máu cũng như những phát bắn lan rất khó chịu. Mưa đại bác cực kỳ đau, Prince gặp nguy hiểm, mất tốc biến. Áp lực đến từ đồ cho đội hình bên phía của Liên Sắp bốc lui về với lượng máu rất thấp. Và đây tiếp tục là một trụ nữa dành cho KT roster. Họ đang muốn có được một đường lính siêu cấp với việc tấn công vào khu vực đường dưới, nhưng quyết định là lui về khi nhận thấy những lượng chiêu thức của mình đã hết rồi. Với đại bác vừa rồi kết hợp với một cái thương phục hận Serundo, chúng ta cũng có thể thấy cái độ khó chịu của nó như thế nào khi mà nhắm vào ba thành viên đến từ bên phía của Lissabon. Lượng sát thương kết hợp với khả năng làm chậm nữa khiến cho cái đội hình đến từ bên phía của Lissabon phải thấp máu và không ai đủ sức để thể phòng ngự trụ hai khu vực dưới cả. Chính là về tiền thì đã nghiêng về cho bên phía của KT một khoảng thời gian tương đối vừa qua. Rồi ván thi đấu này có lẽ chúng ta cũng phải chờ một khoảng thời gian rất lâu nữa khi mà mục tiêu xuất hiện thì họ mới bắt đầu giao tranh. Sát thương đến từ những tình huống của ánh sáng bắt đầu thể hiện được cái độ uy lực nhất định. Rồi, đao tím là món trang bị mà Summit sẽ hướng tới. Sóng âm chuẩn xác, lanh ta vào. Rất cẩn, phải nói là rất cẩn đến từ Blank. Kinh nghiệm của anh ta cho anh ta thấy được rằng là đội hình của đối phương mất dấu và chắc chắn sẽ không có một tình huống ngoài cước lao vào sau cú khập sóng âm vừa rồi. Nó chuẩn xác vào người của Fate. Vẫn đang đánh rất cẩn, gọi là cẩn thận đến từ KT roster ở cả ba đường. Đứng dưới thì đỡ có những tình huống và trao đổi chiêu thức quá gắt so với một con Na, dù sao cũng đang là 2-3 đến từ vị trí của Summit. Khu vực đứng giữa thì Fakit anh ta vẫn đang giữ vị trí với những phát bắn thần bí liên tục để cái khả năng đẩy đường của mình. Cứ có cung ánh sáng là Fakit anh ta sẽ bùng ra để đẩy cái đợt lính có lính siêu cấp ở khu vực đứng giữa và gây áp lực vào đội hình bên phía của Lissabon. Sẽ cần phải có người về phòng ngự, và khi có người phòng ngự cần có người phòng ngự như vậy ở hai đường cánh họ. Có những cái pha bắt lẻ bây giờ đến từ KT roster là cực kỳ nguy hiểm. Cái đội hình của họ rõ ràng sở hữu lập lăng, sở hữu Lee Sin và thậm chí là cả con Gangplank với sát thương tầm xa đến từ một cái mưa đại bác cộng kèm theo thương phù hận nữa, khả năng làm chậm và khiến cho đội hình bên phía của Lissabon sẽ gặp rất là nhiều những cái bất lợi. Vẫn đang là những cái tín hiệu kiểm soát một loại Baron đến từ bên phía của KT roster, nhưng họ cũng phải cẩn trọng nha. Đội hình bên phía của Lissabon cũng là một đội hình bung chiêu và mở giao tranh một cách rất nhanh với mưa tên lửa tầm xa, với Na khổng lồ và thậm chí là những tình huống cơ máu ý từ Varus cũng như là một con Lucian ở thời điểm hiện tại với lượng đồ cũng tương đối ổn. Nhưng mà hơi thiếu cái vô cực kiếm đến từ Fate thì anh ta cần phải có cái món trang bị này để có thể cố gắng tối đa hóa cái lượng sát thương trong tình huống giao tranh, bởi vì khả năng chống chịu đến từ Fakit bây giờ cũng là một cái con số rất là cao. Cặp đôi đường dưới là một cái sự khác biệt khá là nhất định khi mà nếu mà xét tổng thể thì chênh lệch 4 cấp độ, bên là 2 cấp độ. Độ xạ thủ trên 2 cấp độ, hỗ trợ trên 2 cấp độ thì đó sẽ trong những cái điểm khác biệt. Thanh trừng bắt đầu tung ra, mưa tên lửa rải ra cũng tương đối là đẹp, nhưng Thái Dương Hà Sang đắp cả người trở lại. Fakit có cái đồng hồ, mưa đại bác rất bao được bắn ra và đó tình huống đa khổng lồ của Summit, nhưng tâm bị cô lập. Anh ta nhảy về cùng với những người đồng đội của mình, đồ tới sát thương đến từ cùng ánh sáng là vừa đủ để có thể dứt điểm được Summit. Khi phía cánh bên kia thì Fate cũng đã phải lên bảng điểm số, chủ động tốc biến được có thể đào thoát đến từ Fate, nhưng ta cũng không thể nào thoát khỏi cái lưỡi hai tử thần đến từ bên phía của KT roster. 3 điểm hạ gục rồi và đây cơ hội để có thể dứt điểm ván thi đấu dành cho bên phía của KT. Không còn hai xạ thủ nữa, cũng không còn Na của Summit thì lấy ai ra để phòng ngự đây? Điểm hạ gục thứ tư đã có với cú triple kill dành cho lập lang trong tay của Đô. Và đây sẽ là một tình huống dành cho bên phía của KT roster mà thôi. Trận đấu sẽ về thế cân bằng với tỷ số 1-1 khi một mình Croco là không đủ sức để có thể phòng ngự. Anh ta thậm chí còn đang bị tấn công bởi Đô. Dính xích rồi, mưa tên lửa giải ra đóng đồng hồ để câu giờ, nhưng KT sẽ muốn có một tình huống quét sạch đối phương, đóng hai đồng hồ từ Croco, cố gắng tốc biến bỏ chạy. KT roster sẽ không cái mạng này nữa. Fakit vẫn cố gắng hạ gục đối phương nhưng không thành công. KT cân bằng một đều trong kèo đấu BO3 và chúng ta sẽ cần tới bán đấu thứ 3 để phân định thắng bại cho hai đội. Roco còn rất là nỗ lực để có thể bán đồ và chuyển thành luôn cho mình đó cái giáp thiên thần ở trong cái tình huống cuối cùng đó để có thể bết các thành viên đến từ bên phía của KT vào giết anh ta. Nhưng mà thôi, kết quả chung cuộc vẫn sẽ thuộc về bên phía của KT roster. Như đã nói, đây ván thi đấu mà cái
ý nghĩa dành cho bên phía của KT không còn nhiều nữa. Và với cái việc mà họ có được người chơi đi rừng kinh nghiệm hơn với sự xuất hiện của Blank thì đó sẽ là một trong những cái điểm lợi dành cho bên phía của KT. Và kèo thi đấu BO3 này sẽ kéo dài tới ván thi đấu thứ 3, và đó là thời điểm mà chúng tôi sẽ quay trở lại.